Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Cựu phó viện trưởng bị bắt vì nhận hối lộ lên tiếng kêu oan. Tin nóng, từ tù mắc Covid-19 vượt ngục vừa bị bắt ở thành phố Thủ Đức. Lãnh đạo quận Phú Nhuận lên tiếng vụ giám đốc hợp tác xã ký giấy thông hành cho con gái. Tin lộ nguyên nhân đá tặc ngang nhiên lộng hành giữa Thanh Thiên Bạch Nhật khiến đích thân giám đốc công an Nghệ An phải động thủ. Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Phát hiện đối tượng trộm máy xúc nặng hơn 5 tấn đem giấu giữa khu dân cư ở Hà Tĩnh. Bạt Hải đạo trích chuyên đột nhập nhà dân ngày rằm và mùng 1. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Cựu phó viện trưởng bị bắt vì nhận hối lộ lên tiếng kêu oan. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 7, theo nguồn tin của phóng viên cho biết, bị can Nguyễn Xuân Đức, 42 tuổi, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đang bị tạm giam tại trại tạm giam Quân đoàn 3, tỉnh Gia Lai. Trước đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam ông Đức 4 tháng để điều tra về tội nhận hối lộ. Hồ sơ ban đầu, ông được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian đầu năm 2020, ông Đức nhiều lần hẹn gặp ông Tê và vợ ông là bà Quy. Ông Đức nhận của vợ chồng ông Tê số tiền hơn 100 triệu đồng. Đổi lại, ông Đức hứa giúp cho ông Tê hưởng án treo hoặc án nhẹ hoặc tù giam không quá 9 tháng. Tuy nhiên, sau đó, Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Thơm 2 năm 10 tháng tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cho là ông Đức không thực hiện được lời hứa nên bà Quy đã làm đơn tố cáo. Được biết, ông Đức kêu oan về hành vi nhận 100 triệu đồng, đồng thời vợ bị can này đã mời luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bảo vệ cho chồng. Tiếp theo chương trình là tin nóng, từ tù mắc Covid-19 vượt ngục vừa bị bắt ở thành phố Thủ Đức. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Kim An, 26 tuổi quê Bình Thuận, là đối tượng mắc Covid-19 vượt ngục khi đối tượng lẩn trốn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Hiện đối tượng được đưa về trại tạm giam Chí Hòa. Vâng, như tin tức 24 giờ TV đã đưa tin thưa quý vị, Nguyễn Kim An được xác định mắc Covid-19 đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa vào ngày 13 tháng 7. Sau đó PC02 đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác, trong đó có công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, triển khai rà soát, phát hiện bắt giữ, thông báo cho PC02 phối hợp xử lý. Đến rạng sáng ngày 16 tháng 7, các trinh sát phát hiện An lẩn trốn trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức nên triển khai phương án khống chế bắt giữ. Theo hồ sơ, Nguyễn Kim An và anh D, 26 tuổi, học cùng lớp tại trường trung cấp nghề ở thành phố Hồ Chí Minh. Tối 25 tháng 2 năm 2014, do có âm mưu cướp xe máy của bạn, An mua một vỉ thuốc an thần rồi hẹn anh D đi uống nước tại quán cà phê. Tại đây, An pha vỉ thuốc vào nước đưa cho D uống. Thấy đắng, D nhổ nước ra ngoài. Tối ngày 26 tháng 2 năm 2014, An hẹn D đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình chơi, rồi đưa chai nước trà xanh pha thuốc an thần cho nạn nhân uống. Khi nạn nhân ngủ, An trói D cho vào bao tải, mang đến cầu Phú Mỹ, ném xuống sông Sài Gòn. Sợ bị phát hiện, An dùng điện thoại của D gọi điện cho mẹ nạn nhân, bịa chuyện bạn bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. An mua sim giác nhắn tin cho mẹ D đe dọa không được báo công an, nói rằng nạn nhân đi xa, không về nhà nữa. Để tránh sự nghi ngờ, An thường xuyên đến nhà, động viên, an ủi người thân của bạn và nghe ngóng tình hình. Ngày 4 tháng 3 năm 2014, người dân thấy thi thể anh D tại cảng Tân Thuận 2 nên báo công an. Đối tượng Nguyễn Kim An bị bắt ngay sau đó. Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An phạm tội giết người, cướp tài sản. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin lãnh đạo quận Phú Nhuận lên tiếng vụ giám đốc hợp tác xã ký giấy thông hành cho con gái. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 7 trao đổi với phóng viên ông Trần Quang Sang,
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, TP.HCM đã thông tin ban đầu về vụ việc. Giám đốc Hợp tác xã Môi trường Phú Nhuận, đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận, ký giấy thông hành cho con gái, không phải là xã viên. Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho hay, ngay khi nhận được phản ánh về vụ việc, UBND quận đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Hợp tác xã để xác minh thông tin. Đúng như phản ánh, Giám đốc Hợp tác xã Môi trường Phú Nhuận Nguyễn Đăng Thanh đã ký giấy thông hành cho con gái, không phải là xã viên. Ông Nguyễn Đăng Thanh đã sai khi cấp giấy thông hành không đúng đối tượng. Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận khẳng định. Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cũng nhấn mạnh, quan điểm của quận là kiên quyết xử lý, hiện quận đang rà lại cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm việc này theo đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết thêm giấy thông hành này chỉ được sử dụng trên địa bàn quận với mục đích thu gom rác thải, vận chuyển rác và buộc đi chung với xe rác mới có hiệu lực. Trước đó, sáng cùng ngày trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh thông tin của một cô gái khoe giấy thông hành được gia đình cấp cho để di chuyển từ quận này sang quận khác với lý do muốn được về nhà. Chuyện kể ngày hôm qua, con gái nói với mẹ muốn về nhà mà sợ đi đường phạt 3 triệu đồng. Thế là mẹ nói với ba liền, cho người gửi giấy thông hành đến tận nhà khoảng 20 phút. Có ngay giấy thông hành đi 15 ngày cho con gái và con rể. Thế thì ngần ngại gì nữa, sử dụng ngay thôi. Cô gái này viết trên Facebook cá nhân. Qua tìm hiểu, cô gái này là P, ngụ quận Bình Thạnh, nhà chồng của P ở quận Gò Vấp. Người ký giấy thông hành cho P là ông Nguyễn Đăng Thanh, giám đốc Hợp tác xã Môi trường Phú Nhuận. Hình ảnh và dòng trạng thái được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng việc ký giấy thông hành cho một người không phải là xã viên, nhân viên của hợp tác xã là không đúng quy định. Tiếp theo chương trình là thông tin. Tiết lộ nguyên nhân đá tặc ngang nhiên lộng hành giữa Thanh Thiên Bạch Nhật khiến đích thân Giám đốc Công an Nghệ An phải động thủ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây lực lượng Công an tỉnh Nghệ An với đích thân Giám đốc Công an tỉnh chỉ huy triệt phá bắt nhiều đối tượng khai thác trái phép tại huyện Quỳ Hợp. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động Nghệ An bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản đá trắng trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, Quỳ Hợp, Nghệ An. Trực tiếp chỉ huy vụ vây bắt nhóm đối tượng đá tặc này là Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh. Lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá, máy cắt 2 dây, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800 mét khối đá trắng các loại, trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ đối tượng Trần Văn Bảy, sinh năm 1970, trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, là chủ điểm khai thác khoáng sản trên. Bước đầu, Trần Văn Bảy thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Kiểm tra kho chứa hàng của chủ cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần 100 mét khối đá trắng các loại. Vụ vây bắt có quy mô rất lớn đối với các đối tượng khai thác đá trái phép tại huyện Quỳ Hợp mà đích thân Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chỉ huy. Điều đó cho thấy sự phức tạp trong việc triệt phá nhóm đối tượng này là như thế nào. Ngoài việc có thể lực lượng công an phải đối mặt với những đối tượng cộm cán, thì còn có những nhóm lợi ích bảo kê cho những đối tượng này. Sau khi triệt phá và nhiều đối tượng bị bắt, dư luận trên địa bàn tỉnh Nghệ An xôn xao bàn tán, đặt nghi vấn cho việc bảo kê hoặc làm ngơ của những người có trách nhiệm để nhóm đối tượng đá tặc lộng hành. Bởi lẽ những đối tượng này ngang nhiên sử dụng máy móc thiết bị khai thác giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như một đại công trường được cấp phép mà không thấy lực lượng chính quyền địa phương vào cuộc xử lý. Để đến khi đích thân Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng trực tiếp chỉ đạo, truy bắt những đối tượng đá tặc này mới xuất đầu lộ diện. Về trách nhiệm để xảy ra vụ việc này, đầu tiên phải kể đến lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND xã Châu Lộc, Cảnh sát Môi trường đã không làm tròn nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vì nếu phi vụ chót lọt, hơn chục tỷ đồng từ việc khai thác đá trái phép bay vào túi cá nhân, đồng nghĩa với việc nhà nước mất đi khoản tiền rất lớn. Và chắc chắn rằng trong thời gian tới đây, ngoài nhiệm vụ điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan của Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân, tổ chức liên quan đến phi vụ này. Và dư luận địa phương đang chờ mong vào sự quyết tâm quyết liệt trong xử lý cán bộ với tinh thần không có vùng cấm,
dù bất kể người đó là ai. Và thưa quý vị, tin tức 24 giờ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này tới quý vị và các bạn. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin đáng chú ý, khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa chỉ đạo Phòng An ninh Đối ngoại và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ một vụ án đưa người xuất cảnh trái phép. Danh tính đối tượng bị bắt tạm giam được xác định Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1990, trú Lạng Sơn. Trước đó, Nguyễn Văn Cường đã đón một người đàn ông Trung Quốc có tên Song Su Si từ sân bay Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh trái phép về nước. Khi đến cây xăng số 5, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để chờ đón xe khách đi Hà Nội, thì bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Cường thừa nhận việc đưa Song Su Si từ Đà Nẵng đến Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông Trung Quốc tên Song Su Si khai nhận khoảng tháng 6 năm 2020 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi có ý định về nước, liên hệ với Nguyễn Văn Cường cùng thống nhất giá cả khi qua được biên giới an toàn. Hiện Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin phát hiện đối tượng trộm máy xúc nặng hơn 5 tấn đem giấu giữa khu dân cư ở Hà Tĩnh. Thưa quý vị, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ngày 16 tháng 7 thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1972, trú tổ 4 thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 11 tháng 7 năm 2021, anh Nguyễn Huy Dẩn, sinh năm 1990, trú thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, đến đơn vị trình báo về việc gia đình bị mất trộm chiếc máy xúc lật hiệu Aulit trị giá khoảng 200 triệu đồng. Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác định Nguyễn Thành Trung là thủ phạm gây ra vụ trộm. Biết không thể thoát, ngày 11 tháng 7, nghi can này đến cơ quan công an đầu thú. Nguyễn Thành Trung khai nhận, 22 giờ ngày 10 tháng 7, trên đường đi nhậu về, qua nhà anh Nguyễn Huy Dẩn, thấy chiếc máy xúc khá đẹp. Nhìn ưng ý nên quyết định ra tay, lái chiếc máy xúc đem về cất giấu ở khu đất trống thuộc tổ dân phố 15, thị trấn Cẩm Xuyên, chờ cơ hội tiêu thụ. Táo bạo hơn, địa điểm đối tượng giấu chiếc máy xúc nằm ngay tại khu vực dân cư rất đông đúc. Làm việc với cơ quan điều tra, Trung cho biết, việc lựa chọn nơi cất giấu cũng là áp dụng theo phương châm, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Tin tiếp theo, bắt hai đạo trích chuyên đột nhập nhà dân ngày rằm vào mùng 1. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Thủy, 34 tuổi, Lê Văn Hữu, 23 tuổi, đều ngụ tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh về hành vi trộm cắp tài sản. Tài liệu điều tra cho rằng, hàng ngày, Thủy và Hữu đi xe máy đến các xã thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh để quan sát tình hình, lựa chọn mục tiêu thực hiện hành vi trộm cắp. Thủy và Hữu hướng đến những ngôi nhà có vị trí xa vùng dân cư, ít người qua lại, dễ đột nhập. Những gia đình có sơ hở trong việc bảo quản tài sản như không khóa cửa, hàng rào dễ đột nhập. Đặc biệt, lợi dụng thời điểm vào các ngày rằm vào mùng 1 hàng tháng, các gia đình trên địa bàn thường có phong tục thắp hương mời tổ tiên, không đóng cửa phòng thờ qua đêm. Khi phát hiện mục tiêu, Hữu cảnh giới cho Thủy đột nhập vào nhà dân để lục lọi trộm cắp tài sản. Để qua mắt lực lượng chức năng, hai đối tượng thường đeo găng tay, sử dụng khăn mặt bịt kín, đồng thời cầm theo dao, dựa, kéo, đề phòng khi bị hại phát hiện hoặc truy đuổi. Rạng sáng 11 tháng 5, Thủy và Hữu vào nhà dân lấy đi 75 triệu và một chiếc điện thoại. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 4 năm ngoái tới tháng 6 năm nay, hai đối tượng thực hiện trót lọt 42 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê và huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tài sản Thủy và Hữu chiếm đoạt hơn 250 triệu, công an thu giữ 6 xe máy, 30 điện thoại di động các loại, một máy tính xách tay cùng một số tài liệu đồ vật liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối của bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24 giờ TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.